À, chào cả nhà, thì hôm nay Thảo ghé thăm gia đình của em Thành đó. À, Thành nói là đợt này dịch dịch bệnh mà nghỉ quá trời, không có bán bánh da lợn nữa. À, rồi hôm nay là lần ngày đầu tiên là bán bánh bột lọc tôm thịt. Thì nghỉ nghỉ bao lâu rồi em? Dạ em nghỉ 5-6 ngày, 7-8 ngày em bán lại vài ngày em nghỉ tiếp. À vậy hả? Nghỉ vậy rồi thu nhập làm sao? Tại ở nhà cứ có gì ăn đó chứ đi ra đường bán sợ cũng, bệnh lắm cũng sợ đúng không? Dạ. Rồi nhà thì có con nhỏ rồi có bà cố già nữa. Còn bán đi ra 4-7 ra đường bán sợ về lây. Lại mấy chỗ em bán người ta gạo lại hết trơn. À, mấy em bán các chợ là người ta nghỉ hết rồi đúng không? À, rồi giờ đi bán đâu? Dạ em thì cứ có cái hẻm nào đông đông người là vô em bán thôi. À. Chứ không đi chợ bán nhiều lúc luôn. Rồi tuần nó bán ngày vậy đó hả? Bán 2-3 ngày chỉ vậy. Em mới bán lại hôm qua bán bánh gì lợn. À. Hôm nay đổi bánh này bán thử. Rồi có bán trên mạng không? Dạ trên mạng thì cũng có. Các mấy cô chú đặt đó. Vài chục cái cũng có. À mong mấy cô chú anh chị ủng hộ cho gia đình của em Thành cái đặt bánh qua mạng cũng được. À, thì để em có thêm chút thu nhập để lo cho bà cố. Bà cố năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhà bà cố? Năm cô 90 mấy à? 91 hả? Dạ. Dạ. Hai vợ chồng trẻ mà bán bánh da lợn mà nuôi bà cố với hai đứa con nhỏ nha. Hai bé bây giờ là dịch cho nên cũng nghỉ, đâu có đi học, rồi nghỉ hè luôn ở nhà. Rồi rất là gánh nặng luôn á. Trước đó thì Thảo có quay cái trường hợp của em Thành đó, bưng cái mâm bánh đi bán vậy, thì sau khi được mọi người giúp đỡ với mua bánh ủng hộ thì cũng đỡ. Nhưng mà đợt này dịch quá trời ơi, bị ảnh hưởng chung, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng chứ không có riêng gì em Thành. Nhưng mà các cái chợ thường thường em Thành bán trong các cái chợ ở Sài Gòn, nhưng mà bây giờ chợ là người ta đóng cửa hết trơn à, không có bán được thì thu nhập cũng mất đi hơi bị nhiều á. Giờ tuần bán còn ngày 2 ngày hả? Tuần bán ngày 2 ngày kiếm được có vài trăm ngàn hả? Rồi chúng biết có đủ trả tiền trọ không à? Cái con này cũng bớt tiền trọ cho em. À vậy hả? Có lo lắng không? Dạ cũng gạo chứ. Không thì phải ăn gì rồi. Ở nhà mì gói không? Ăn mì gói không vậy đó hả? Mì gói với cơm với khô mua để sẵn mà. Tại bánh ra đường lắm. Em đi bán ra đường không, đi bán không ra đường. Mà tại cũng lo các cái khu chợ bây giờ cũng bệnh tật rất là nhiều á, cũng nguy hiểm. Rồi em Thành nói hôm nay em Thành nhận được cái món quà của một cái chú ở bên Mỹ á, tặng cho em. Thì thông qua cái video này Thành có gửi lời cảm ơn chú, thì nói luôn đi là chú có coi được á, chú biết á, chú có gọi điện cho em không? Cái tờ giấy đâu rồi? Em lấy đi, em lấy đi rồi đưa anh quay lên cho luôn. Đâu có cả hai tờ luôn á em, cả hai tờ giấy luôn á. Cái tờ của em chú kia lấy lại rồi. À vậy hả, sao em giữ? Em không biết. Rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống. Lấy lại rồi. Em Thành nói là có cái chú chú Nguyên Khanh hay là Nguyễn Khanh gì đó có gửi cho em Thành 50 đô và gửi cho cái người nhận là Trần Đình Thảo 50 đô. Nhưng mà Thảo không có nhận, không biết là cái chú này gửi cho hay là sao á. Rồi cái người giao tiền thì họ giao hết cho em Thành luôn là 100 đô đúng không em? Dạ, giữ đi. Dạ, thì chú, nếu mà chú có coi được cái video này á thì em Thành đã nhận được 100 đô la Mỹ đúng không? Dạ, đúng. Là hai lần 50 đô là một cái 50 đô là tên của em Thành. Rồi cái 50 đô là tên của Thảo, nhưng mà tất cả là đều em Thành nhận, tại vì khi mà giao tiền thì họ giao luôn và em nhận luôn đúng không? Thôi họ mới giao hồi sáng hả? Dạ, hồi sáng hồi 19 giờ mấy. À sáng nay xong 20 rồi, xong rồi tới trưa tới nữa. À là hai cái giao hai cái bill. Hai lần. Con ngồi đi, con gái ngồi xuống, con gái ngồi xuống. Hai cái giao hai lần hai. Hai người khác nhau. Hai người giao khác nhau. Dạ. Một cái là giao tên anh Thảo. Dạ.
với một cái là giao tên tên Thành. À đều là số điện thoại của em Thành cho nên có số điện thoại của em Thành cho nên người ta giao cho em Thành. Thảo cũng thắc mắc là sao tên Thảo mà chứng minh mà em Thành đưa thì người ta vẫn giao, thì cái đó không biết. Thì người ta giao cho hai cái bill, một bill 50 đô. À thì chú nếu mà chú có coi được cái video này thì thông báo cho chú biết là em Thành đã nhận được hai cái bill của chú rồi đó. Mỗi cái bill là 50 đô. Thì Thảo cũng có nói là nếu mà chú có cho Thảo thì Thảo cũng sẽ tặng lại cho em Thành, tại vì đợt này dịch á, em đang rất là khó khăn. Bán thì cũng bán được nhiều cho nên là không có tiền đóng trọ, và cũng để lo cho hai con nhỏ, cũng lo thêm cho bà cố đúng không? Bà cố bên vợ ha. Bà cố 91 tuổi rồi đó. Đây nè. Đó, lo cho bà cố vậy đó. Vợ chồng trẻ. Thì thông qua cái video này Thảo cũng báo cho chú biết là em Thành đã nhận được 100 đô la Mỹ á, là hai cái bill đó. Thì hiện tại là Dì bấm cái này xuống con cái. Đó, hôm nay là em Thành đi bán món này nè. Bánh bột lọc tôm thịt. À tôm không có thịt ha. Dạ, trời ơi tôm quá trời đỏ hết trơn này. Bán nhiêu chục vậy Thành? Bán chục hay là bán sao vậy? Dạ 5 viên là 10.000 anh. À 5 viên 10.000, 1 viên là 2.000 đồng á. Bánh bột lọc, bột lọc này là người ta thả nổi trong nước á. Bánh bột lọc nhân tôm. Tôm cắt ra hết. Tôm to đúng không? À, tôm to cắt ra. Tôm to cắt khúc này. À bán bánh da lợn nhưng mà bây giờ nó đổi món. Hôm nay món này lần đầu tiên bán hả? À mẹ nuôi hướng dẫn cho làm đó. Ba ăn chưa? Ăn rồi. Ngon không? À, ăn rồi có trả tiền cho nó không? Tôi ăn khác, tôi không ăn cái này. À ăn bánh da lợn hả? Thích bánh da lợn hơn phải không? Bánh này có dai nổi đâu. Cái này tôm cái này nó dai hơn. Dạ. Ăn thử chưa? Cố ăn thử cái này chưa? Ăn ít chưa cố ăn nhiều mới dai. Cô nãy giờ có ăn bánh này chưa? Chưa. Ăn đi. Ăn đi con bao cho. Ăn rồi, ăn rồi chút thôi à, chứ ăn, quá ăn nhiều. Dạ, ăn được nhiều. Dạ, có ăn bánh da lợn. Thì mình ăn dạ, bánh da lợn thì nó mềm hơn. Còn đây thì dai. Này với người răng có rồi còn đó. Dạ. Rồi dịch bệnh nhà nước có cho bà cổ tiền không? Không. Không hả? không có giấy tờ nữa không? Cho nên là không có thu nhập. Chứ nếu mà có giấy tờ là được hỗ trợ á. Đúng rồi. Chắc chắn có người có nè. Đúng rồi. Còn có em là không có tờ giấy nào hết. Đó thì con thấy đi giường thấy đi thương á. Dạ. Giường thấy thương quá. Dạ. Thằng thấy thương. Vàng nó thương nhiều, thương nhỏ là hết. Không có gì. Đâu muốn lận. Muốn lận. Mâm bánh ngon chưa? Chút là đem đi bán, đi bây giờ là không có vô chợ được, đi bán ở các cái hẻm thôi đúng không? À mọi người có thể là mua bánh ủng hộ cho hai vợ chồng trẻ của em Thành. Thì bánh tôm bánh bột lọc tôm này là mấy giờ có? Vẫn 3 giờ có hả? Dạ đúng rồi, chiều có anh. Chiều sáng em mới làm. Rồi bánh da lợn thì sao, ai đặt mới làm hay là? Dạ đúng rồi, giống như là hôm qua có cái hai cái cô đó cũng đặt 80 cái. Ờ thì làm. Hôm qua thì em làm cũng có trăm mấy cái, nhiều mấy chục em đi bán rồi. À nói chung là tại vì bây giờ dịch bệnh á, nếu mà cô chú anh chị nào mà thương mà ủng hộ cho hai vợ chồng á thì em nó vẫn làm bánh rồi giao tới tận nhà cho mọi người để kiếm thêm chút thu nhập, chứ bây giờ trong chợ thì không có bán được. À thì em vẫn đọc lại cái số điện thoại giùm anh đi để cho mọi người biết được rồi mua đặt bánh ủng hộ em á. Không, số ủng hộ của em là 0931179422. Đó là số điện thoại của em Thành đó cả nhà. Yên lặng nha, để cho bà đọc lại đi. Đợi đọc lại đi để cho cô chú anh chị. Dạ, 0931179422. Đó là số điện thoại của em Thành đó cả nhà. Thì cả nhà có thể là đặt bánh ủng hộ thêm cho 0931179422. Cô tính gì vậy? À, bây giờ đi bán đúng không? Dạ đúng
Ừ, để thôi chuẩn bị đi bán đi của nó trễ, tại vì trời nó đang mưa, đôi khi bán nó chậm đó. Ừ. Gì nè, gì mua ủng hộ cho em Thành. Tưởng bán về là tạc nghiệp luôn á. Giá chắc cái năm lại giá. À, em Thành bây giờ đạp xe đi bán bánh bột lọc về đó cả nhà. Đạp xe này thì chờ vậy là đi len lỏi được vô trong các cái hẻm hóc ở về hơn đi xe máy. Đó, đi đạp xe về đi bán. Mọi người có thể là gọi điện mua ủng hộ cho em nó với. Vậy thôi đi bán đi nha, anh về nha. Rồi đi.